Dạ, em chào thầy và các bạn. Em đại diện cho nhóm lâm sàng K44 đang đi khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ trình bệnh án. Hành chính, họ tên Thạch Sơn, tuổi 44 tuổi, giới nam, dân tộc Khmer, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ngày giờ vào viện 19:24 phút ngày 11 tháng 10 năm 2023. Lý do vào viện: đau vùng hông lưng trái. Bệnh sử cách nhập viện khoảng 2 tháng, bệnh nhân thỉnh thoảng bị tiểu gắt bút và được chẩn đoán nhiễm trùng tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, điều trị không liên tục, cách nhập viện khoảng 3 tuần. Trong lúc đang khinh chậu đất thì bệnh nhân trượt chân té với tư thế mông chạm đất, nền đất vẫn không lồi lõm, không có đá, không vũng lầy ô nhiễm và hông lưng trái đập vào bậc thềm cầu thang. Sau té, bệnh nhân tỉnh và tiếp tục làm việc, thấy đau vùng hông lưng trái và lan qua thắt lưng trái, đau mỏi cả ngày. Hai ngày sau đó, bệnh nhân thấy sốt không có nhiệt độ, uống thuốc không có loại, không có giảm sốt, và tại vùng bị va đập thấy sưng bầm tím ấn đau. Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân thấy đau nhiều vùng hông trái kèm tiểu gắt buốt nên nhập viện Đa khoa Trà Vinh. Tại đây được chẩn đoán áp xe thận, được xử trí bằng kháng sinh giảm đau và cho chuyển tiến lên Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong quá trình bệnh, bệnh nhân đau âm ỉ vùng hông lưng trái kèm tiểu gắt, ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Tiền sử: chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, tiền sử phẫu thuật ngoại khoa. Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nam, 44 tuổi, vào viện vì lý do đau hông lưng trái. Qua hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng ghi nhận cơ chế chấn thương trượt chân té với tư thế mông chạm đất và hông lưng trái đập vào bậc thềm cầu thang, triệu chứng tiết niệu, đau vùng hông lưng trái và lan qua thắt lưng trái, đau mỉ cả ngày, sốt, tiểu gắt buốt, sờ vẫn đau vùng hông lưng 2 tháng, được chẩn đoán nhiễm trùng tiểu tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, điều trị không liên tục, thỉnh thoảng bị tiểu gắt, thói quen thỉnh thoảng uống rượu bia với bạn bè, ít uống nước khoảng 1,5 lít trên ngày. Chẩn đoán sơ bộ: áp xe thận vào van thận trái, nghĩ do chấn thương thận kính, yếu tố nguy cơ nhiễm trùng tiểu dưới. Về cận lâm sàng: công thức máu, thiếu máu mức độ trung bình, tổng phân tích nước tiểu, bạch cầu tăng cao, nitrit âm tính, protein niệu tăng. Về cận lâm sàng: trong kết quả trong bình thường, ECG nhịp xoang quanh 104 lần trên phút, đông cầm máu bình thường, cái nước tiểu âm tính, siêu mổ bụng nằm trong nhu mô thận và cạnh thận trái, có vài cấu trúc echo hỗn hợp kích thước 52x53, 104x40mm, kết luận áp xe thận vào quanh và cạnh thận trái. Chụp cắt lớp vi tính, tổn thương dạng ổ, tụ dịch vùng thận trái, quanh cạnh thận trái, bó thắt lưng cơ thắt lưng chậu trái kích thước khoảng 7.1x8.5x13.9cm, bắt thuốc cản quanh quang thành vách, nhiều hạch sau phúc hạ, vùng quanh bó mạch chủ, DMAS khoảng 1.2cm, kết luận tổn thương dạng ổ, tụ dịch vùng thận trái, quanh cạnh thận trái, bó thắt lưng cơ, thắt lưng chậu trái, nghỉ áp xe, nhiều hạch sa phúc mạc, vùng quanh bó mạch chủ, nghỉ do phản ứng. Chẩn đoán xác định: áp xe thận vào quanh thận trái do chấn thương kính, yếu tố nguy cơ nhiễm trùng tiểu dưới. Đặt vấn đề: 1. Áp xe thận vào quanh thận trái. 2. Nhiễm trùng tiểu dưới, option. Vấn đề 1. Áp xe thận vào quanh thận trái. 1. Điều trị nội khoa, nâng cao thể trạng và điều trị kháng sinh. Đối với những trường hợp kích thước khối áp xe nhỏ, chức năng thận còn tốt thì ưu tiên hàng đầu là điều trị nội khoa và sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch trong 3-4 tuần. 2. Dẫn lưu qua da phối hợp với điều trị kháng sinh toàn thân. Đối với khối áp xe kích thước lớn, điều trị nội khoa không cải thiện, ta có thể điều trị ngoại khoa bằng cách dẫn lưu ổ áp xe ra ngoài và tiêm kháng sinh hàng ngày. Chỉ định dẫn lưu viêm tấy quanh thận trong trường hợp dịch hoặc bằng 3cm. Không cần phẫu thuật mở, chỉ cần mở một đường rạch nhỏ trên da vật mà không cần khâu lại. Phẫu thuật ít xâm lấn, ít nguy cơ chảy máu và thời gian hồi phục thường nhanh hơn so với dẫn lưu bằng phẫu thuật mở. Nhược có nguy cơ nhiễm trùng nhưng có thể phối hợp kháng sinh toàn thân để hạn chế nguy cơ này. Có nguy cơ chảy máu tuy nhiên có thể khắc phục bằng các kỹ thuật ít xâm lấn nếu cần. Nếu ổ dịch quá lớn hoặc phức tạp thì phải đặt nhiều ống dẫn lưu xe. Ưu tiên chọn phương pháp này. 3. Phẫu thuật dẫn lưu là phương pháp có hiệu quả nhanh giúp cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân. Mục tiêu của phẫu thuật dẫn lưu thận là tái lập chức năng thận gần như là bình thường, ưu tiên cho những bệnh nhân suy giảm chức năng thận do áp xe thận hoặc bệnh nhân thất bại với dẫn lưu thận qua da. Tuy nhiên, phẫu thuật dẫn lưu thận là một quá trình phẫu thuật lớn và nguy cơ cao bị nhiễm trùng, chảy máu và các biến chứng sau phẫu thuật. Vấn đề 2. Nhiễm trùng tiểu dưới, điều trị nội khoa bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. Nhóm em đến đây xin trình bày kết thúc. Em cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.